chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Xe Điện Cũ Nhập, kênh chuyên bán xe điện cũ, hàng nhập khẩu. Và hôm nay shop sẽ review cho mọi người chiếc xe Bếp 3 của Neo Shima với mức giá là 6.300.000 đồng. Và bây giờ mọi người hãy theo chân shop để xem chi tiết chiếc xe này nhé. Vâng, và bây giờ shop xin giới thiệu tổng quát về chiếc xe này để cho mọi người có cái nhìn chi tiết về chiếc xe Bếp 3 của Neo Shima hàng nhập khẩu, để xem rằng liệu với số tiền 6.300.000 thì mọi người có đáng để mua hay không. Thế nên là phía bên ngoài của xe nhé, thì thực tế là chiếc xe này là có xước xác nhưng mà nó có nguyên bản, và nếu mà không muốn xước thì chỉ có cách là sơn lại thôi, tại vì xe cũ mà với mức giá 6.300.000 đồng thì là nó quá là rẻ so với giá xe mới mua. Và chiếc xe này nhìn còn khoảng 80% nữa, xe nguyên bản nhé mọi người nhé. Đây là phía ngoài thì là có xước xác này, nhưng mà xước cũng không đáng kể, chỉ hơi 5m thôi. Và chiếc xe này là sơn zin nguyên bản, shop không có sơn nào một chút nào luôn. Về phía động cơ của xe thì là sơn zin. Về phía động cơ thì mọi người thấy là chiếc xe này động cơ còn rất là sáng bóng, chứng tỏ rằng là chiếc xe này còn rất là tốt. Đây là phần giảm sóc phía sau, cũng chưa có hiện tượng bị xét, tỉ xét nhé. Tay cầm được làm bằng inox, sáng bóng. Và đây là yên xe cũng còn nguyên bản, có dập nổi chữ Neo Shima ở đây. Ở phía trước thì đồng hồ cũng có dập chữ Neo Shima ở phía bên trong. Đấy. Chiếc xe này đã chạy được 20.000 km rồi, vẫn còn chức năng 3 số. Đây đang ở số 2 này, mình bấm một nút thì nó sẽ lên số 3. Đó, số 3 nhé. Và đây là cục sạc, cắm sạc điện thoại ở đây. Đó. Mình để chế độ số 1, bật ga thì xe sẽ đạt tốc độ là 40 km. Số 2 là 50 cây. Số 3 là 60 km. Mình sẽ quay xuống phía dưới động cơ để mọi người nghe tiếng động cơ rất là êm nhé. Đó. Thì xe zin nguyên thì mới có tiếng động cơ như này, còn nếu mà xe đã bị thay IC thì động cơ sẽ không được êm như này mọi người nhé. Thì con xe này thì lúc nãy nhân viên của shop nó có thay lại má phanh, cho nên là có một tiếng kêu rít, hơi rít nhẹ nhẹ của tiếng má phanh nhé. Giờ là mình sẽ thử thần đèn còi xi nhan này. Đèn còi xi nhan đầy đủ, đèn được trang bị, xe được trang bị đèn led rất là sáng, đi buổi tối thì rất là sáng luôn. Phía trước xe thì cũng được dập phay, dập nổi nhé, Neo Shima ở đây. Rất là chắc chắn, chiếc xe đi rất là êm và thích luôn mọi người. Mình khẳng định như thế, với số tiền 6.300.000 thì chắc chắn là mọi người sẽ được trải nghiệm một chiếc xe còn hơn với số tiền các bạn bỏ ra nữa. Chiếc xe này mới thì chắc bây giờ nó có khoảng tầm hơn 14 triệu hoặc là 14.800.000 gì đó. Chiếc xe này từ những năm 2016-17 nhé. Chiếc xe này thì bình ắc quy vẫn còn nguyên bản mà chạy rất tốt. Một lần sạc có thể chạy được khoảng trên 40 km. Thì mình có mở sẵn cái cốp này để cho mọi người xem cái phía trong bình ắc quy và IC nhé. Đây.
bình phẳng đét 5 bình. À, bình của Cửu Hồi mọi người nhé, hãng Cửu Hồi. Và đây là IC, nó là nguyên tem. Bên trong là bụi bẩn thì mình không có lau chùi làm gì cả. Rồi. Bây giờ là mình sẽ cho nhân viên test chạy thử ngoài đường cho mọi người xem nhé. Ở đây mình sẽ cho nhân viên chạy thử chiếc xe này. Mình sẽ cho nhân viên chạy thử chiếc xe này cho mọi người xem nhé. Mọi người xem đề ba này, rất là êm luôn. Đấy, xe chạy rất êm. Mình khẳng định một điều như thế luôn. Đấy, mọi người không nghe tiếng gì luôn. Rồi, thì là vừa rồi mình đã thực hiện xong cái bài test để cho mọi người được rõ cái xe Neo Sima này nhé. Thì quý khách ở gần hay ở xa, nếu mà muốn mua chiếc xe này thì hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0981077781. Thì số điện thoại này cũng có cả trên Zalo và Facebook. Mọi người muốn ép cái số điện thoại này thì hãy ép vào khung Zalo và Facebook thì sẽ ra được cái Zalo Facebook của shop nhé. Giá chiếc xe này là 6,3 triệu nha mọi người nhé. Mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh xe điện thu nhập ở trên YouTube của shop nhé. Xin chào mọi người.